Chào bạn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề Education and Qualification. Education là giáo dục và qualification là các loại bằng cấp. Và trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về một số mẫu câu thông dụng. Tell me about your educational background. Educational background nghĩa là trình độ học vấn. Tell me a little about your educational background. Chúng ta có từ a little, đó là đôi chút, một chút. Tell me a little about your educational background. Hãy nói cho tôi biết một chút về trình độ học vấn của bạn. Please tell me about your formal education. Formal education. Vui lòng hãy nói cho tôi biết về việc học chính quy của bạn. Formal education. Can you tell me about your education? Can you tell me about your education? Nghĩa là xin bạn hãy cho tôi biết về việc học vấn của bạn. Và để trả lời cho các câu hỏi trên thì chúng ta có thể dùng những mẫu câu sau đây. I graduated from Saigon University in 2000 with a BA in Business Administration. I graduated from có nghĩa là tôi tốt nghiệp từ trường đại học. Trường đại học nào thì chúng ta sẽ nói là, ví dụ trường đại học Sài Gòn thì chúng ta nói là Saigon University. Đại học Đà Nẵng thì Đà Nẵng University. Đại học Hà Nội thì Hà Nội University. Và vào năm nào thì chúng ta nói in cộng với số năm. Năm 2000 là in 2000. Năm 1999 là in 1999. Năm 1998 là in 1998. BA là bằng cử nhân. Và cử nhân ngành gì thì chúng ta ghép vào in. BA in Business Administration nghĩa là bằng cử nhân quản trị kinh doanh. BA in Computer Science là bằng cử nhân tinh học. Ta đọc lại câu này, đó là I graduated from Saigon University in 2000 with a BA in Business Administration. Hoặc bạn có thể nói, well, I received a bachelor's degree in accounting from Hanoi University in 1997. After that, I studied at the University of Da Nang and received my MBA in 2000. Nghĩa là, vâng, tôi nhận được bằng cử nhân kế toán. Bằng cử nhân kế toán đó là bachelor's degree in accounting. Từ trường đại học Hà Nội là Hà Nội University. Vào năm 1997 thì ta đọc là 1997. After that, I studied at the University of Đà Nẵng. Và sau đó tôi học tại trường đại học Đà Nẵng. Thì chúng ta có thể nói là the University of Đà Nẵng hoặc là Đà Nẵng University. Và tôi nhận my MBA. MBA là viết tắt của từ là Master of Business Administration, tức bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vào năm 2000 là in 2000. I say again. Ta đọc lại câu này. Well, I received a bachelor's degree in accounting from Hanoi University in 1997. After that, I studied at the University of Da Nang and received my MBA in 2000. Kế tiếp là để nói cái tên trường đại học thì thông thường chúng ta có hai cách đặt tên sau đây. Thứ nhất là chúng ta nói là tên trường và sau đó cộng với chữ là university. Ví dụ như trường Đại học Đà Nẵng thì chúng ta nói là Đà Nẵng University. Và cách nói thứ hai nữa là the University of cộng với tên trường. The University of Đà Nẵng hoặc là Oxford University, trường đại học Oxford. Hoặc người ta có thể nói là the University of Oxford. Có những trường người ta dùng cố định một tên, nhưng có những trường người ta dùng cả hai hình thức trên. Ví dụ như là Vietnam University of Commerce, Vietnam University of Commerce. Hoặc người ta có thể nói là Vietnam Commercial University, nghĩa là Đại học Thương mại. Và sau đây là một số tên trường đại học ở Việt Nam. Hanoi Medical University,
Hà Nội Medical University, nghĩa là Đại học Y Hà Nội. Foreign Trade University, Foreign Trade University là Đại học Ngoại thương. Hồ Chí Minh City University of Economics, Hồ Chí Minh City University of Economics nghĩa là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. University of Technical Education, Hồ Chí Minh City. University of Technical Education, Hồ Chí Minh City nghĩa là Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là Hồ Chí Minh City University of Law, Hồ Chí Minh City University of Law nghĩa là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về một số loại bằng cấp trong tiếng Anh. Bằng cấp nói chung, ví dụ như chúng ta có bằng là cao đẳng hay là đại học hay là thạc sĩ, tiến sĩ thì người ta dùng từ chung đó là qualification. Qualification là bằng cấp. Còn những cái chứng chỉ ngắn hạn như là chứng chỉ như là TOEFL, IELTS hay là ABC thì người ta dùng từ là certificate. Certificate. Bằng cử nhân là bachelor's degree. Bachelor's degree. Bằng thạc sĩ là master's degree. Master's degree. Bằng tiến sĩ là doctoral degree. Doctoral degree. Thạc sĩ là master, tiến sĩ là doctor of philosophy, và người ta viết tắt đó là PhD. Còn cử nhân đó là bachelor. Ví dụ chúng ta có cử nhân quản trị kinh doanh đó là the bachelor of business administration. Cử nhân thương mại là the bachelor of commerce. Cử nhân kế toán là the bachelor of accountancy. Cử nhân luật là the bachelor of laws. Cử nhân du lịch là the bachelor of tourism studies. Như vậy mình muốn thay cử nhân bằng thạc sĩ thì mình chỉ dùng thay cái từ bachelor bằng từ master, đó là the master of accountancy, đó là thạc sĩ kế toán. The master of economics là thạc sĩ kinh tế. The master of finance là thạc sĩ tài chính. Và sau đây là các mẫu câu hỏi về bằng cấp. What degree do you have? What degree do you have? Nghĩa là bạn có bằng cấp gì? Bạn có thể trả lời là I have a bachelor's degree in history. I have a bachelor's degree in history. Nghĩa là tôi có bằng cử nhân chuyên ngành lịch sử. Hoặc I have a bachelor's degree in psychology. Psychology là ngành tâm lý học. Hoặc chúng ta hỏi về các chứng chỉ thì chúng ta hỏi một câu đó là What certificates of technical qualifications have you received? What certificates of technical qualifications have you received? Chúng ta có cụm từ là certificates of technical qualification, có nghĩa là những chứng chỉ về trình độ chuyên môn mà từ trước đến giờ bạn đã nhận được, thì chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đó là have you received. I say again, what certificates of technical qualifications have you received? Câu trả lời là I have received an accountant's qualification certificate. I have received an accountant's qualification certificate. Nghĩa là tôi có chứng chỉ là kế toán. Chứng chỉ kế toán là accountant's qualification certificate. Hoặc là I have received a sales staff's qualification certificate. I have received a sales staff's qualification certificate. Nghĩa là tôi có những cái chứng chỉ nhân viên bán hàng. Hoặc là I have received a tourist guide's qualification certificate. I have received a tourist guide's qualification certificate. Là chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. Okay, that's it for today. Goodbye and see you in the next lesson.